Vừa Mai Như Huỳnh mến chào quý khách. Hôm nay em sẽ cho cả nhà mình xem khu vườn bạt ngàn những cái loại mai và mùa mai chơi Tết cả nhà. Và đây giới thiệu với cả nhà mình dòng mai Đại Lộc nha. Trời ơi nụ mê tít luôn. Rồi Đại Lộc ha. Trời ơi nụ của nó nè cả nhà. Quá trời giờ dày nụ ha. Và cái bông búp nè cả nhà. Ủa nó to ú nu luôn ha. Rồi hàng Đại Lộc này là Đại Lộc 2 mùa rưỡi gần 3 mùa cả nhà. Đó liền cốt 100% cả nhà ơi. Cành cốt, cành nhánh nè. Trời ơi tàn rất là đẹp ha. Nụ nhìn thấy mê luôn á cả nhà. Và bông nó là cực kỳ luôn nha. Đó cái dàn nụ ha. Rồi đế là đế quái. Đế quái, đế lò xo rất là nhiều kiểu ha. Rồi và cây á này á là có trung bình chiều cao là từ 40 đến 45 cm. Em đã cho khách xem thêm nha. Cái đế của nó này cả nhà. Đó đế cuộn cuộn luôn nha. Hai cái tàn của nó nè. Nhìn đã em chưa. Mê luôn với cái nụ ha. Rồi đây nữa nè cả nhà. Đó. Ôi. Cái củ của nó to. Trời ơi cái củ của đế của nó nè cả nhà. Nhìn rất là mê luôn. Còn cái vàng nụ là không có chê vào đâu được hết á. Cái này Tết mà nó nở một cái là trời ơi nhìn mê mê tít luôn. Rồi ha. Cây bên đây. Đây một số cái bông nữa. Một số cây đó em cho cả nhà mình xem. Đó. Đế quái lắm nha cả nhà. Đế nó có nhiều cái mẫu đế lắm. Đế có nhiều kiểu ha. Rồi khách ơi đây em cho cả nhà mình xem thêm cái form bông nữa nè. Mê chưa. Cái này nó rụng bớt rồi cả nhà. Nó rụng bớt rồi. Rễ thì cuồn cuộn luôn. Rất là đẹp cả nhà ơi. Đó rễ nè cả nhà. Rồi cây thì nó đề đạm cây nha. Cành nhánh ok. Có thể lấy bo được. Cũng có thể là chơi Tết được luôn. Đây cả nhà. Đó. Ôi ôi cái nè. Đã luôn chưa. Cây rất là đẹp ha. Nụ nè. Trời ơi nó chùm luôn á. Rồi thì đây là dòng mai Đại Lộc cả nhà ơi. Và một trong những dòng mai mà phải nói là hoa rất là đã luôn cả nhà. Nhìn mê dữ lắm luôn. Rồi thì dòng dòng đây rất là nhiều. Em mình có rất là nhiều cỡ để giới thiệu với quý khách ha. Và đại khái bây giờ hôm nay thì chủ yếu tập trung là cái lô mai Đại Lộc. Ôi lò xo ba vòng. Lò xo ba vòng và quái. Cái hoành thường là hoành khoảng hoành 5,5, hoành 6. Hoành 6, 6,5 luôn cả nhà. Đó. Rồi như cái cây này mình chơi Tết nè. Mê tít luôn. Đã đời luôn ha. Rồi Đại Lộc số lượng Huỳnh cũng khoảng có khoảng tầm 1000 cây nha. Quý khách alo trực tiếp số điện thoại cho Huỳnh ha. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.